lợi thế sẵn có và các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư phù hợp. Thời gian qua, Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, và để thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang nỗ lực để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu kinh tế Đông Nam và các khu kinh tế, với mong muốn trong thời gian tới, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm và đầu tư vào tỉnh với những dự án lớn và có hiệu quả cao nhất. Trong những năm qua, dù điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, nhưng Nghệ An vẫn ưu tiên nguồn vốn của cả trung ương và địa phương, đồng thời huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Nhờ đó mà những tuyến giao thông chính trong khu kinh tế và khu công nghiệp như đường N2 nối quốc lộ 1A ra khu công nghiệp Thọ Lộc, đường D4 xuống cảng nước sâu Cửa Lò, đường N5 nối quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng đã cơ bản được thông tuyến. Hệ thống khu xử lý nước thải khu công nghiệp Nam Cấm cũng cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng đã phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Đẩy mạnh công tác thu hút và xúc tiến đầu tư thì một cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi xác định trước hết là phải xây dựng cái kết cấu hạ tầng khu kinh tế. Thì trong năm 2013, thì trên tinh thần đó thì chúng tôi cơ bản đã thông được các tuyến đường giao thông chính, các trục giao thông chính trong khu kinh tế. Thì đó là những cái tiền đề tạo niềm tin cho nhà đầu tư có cơ sở để đầu tư vào khu kinh tế. Mặt khác thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái diện tích mặt bằng thích đáng để có thể thu hút được 10 đến 15 dự án đầu tư cỡ trung bình và 5 đến 10 dự án đầu tư ở quy mô lớn. Khu kinh tế Đông Nam được thành lập theo quyết định số 85 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích gần 19.000 ha, là một khu kinh tế trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ. Trong khu kinh tế Đông Nam có một số khu công nghiệp tập trung với diện tích khoảng 2.000 ha như khu công nghiệp Thọ Lộc và khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng. Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2013, khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp đã thu hút được 107 dự án đầu tư. Trong đó có 13 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 19.000 tỷ đồng và gần 1.100 triệu đô la. Đến nay, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An đã có 55 dự án đi vào hoạt động có hiệu quả, trong đó có 9 dự án FDI. Nghệ An là một vùng kinh tế mới phát triển nhưng có rất nhiều lợi thế như nguồn nhân lực dồi dào. Lãnh đạo tỉnh lại rất quan tâm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nên chúng tôi đã chọn để thực hiện dự án này. Và sau gần một năm đi vào hoạt động, dự án đã thực sự mang lại hiệu quả cho công ty chúng tôi cũng như cho tỉnh Nghệ An. Với quyết tâm xóa bỏ các rào cản trong thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn, hiệu quả, là điểm đến của các nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đang tập trung ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng, rà soát thu hồi một số dự án kém hiệu quả để có khoảng từ 50 đến 100 ha đất sạch, hoàn thiện cơ bản đồng bộ cơ sở hạ tầng, huy động, đào tạo nguồn lao động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án. Với những giải pháp đồng bộ, Khu Kinh tế Đông Nam đang nỗ lực để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, là phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, xứng đáng là tỉnh, quê hương Bác Hồ kính yêu.